ngày đầu người dân thành phố Hồ Chí Minh đi làm sau kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5, đường phố tấp nập. Sáng nay ngày 2 tháng 5 là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ngày 30. 4. Ngày 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người và xe, đánh dấu nhịp sống trở lại bình thường. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Phạm Hùng, quận 8, Nguyễn Tri Phương, quận 5, Cách Mạng tháng 8, ngày 3 tháng 2, quận 10, đã đông nghẹt xe, có đoạn ùn ứ sáng sớm, đường Phạm Hùng, quận 8, đã chật kín xe giờ cao điểm. Dòng xe di chuyển lên cầu Nguyễn Tri Phương ngày càng đông hơn, xe nhích từng chút đông xe, nhiều người nối nhau di chuyển trên vỉa hè để kịp giờ đi làm trên đường. Người dân tất bật trở lại với công việc, học sinh đến trường, khiến đường phố trở nên nhộn nhịp, khác hẳn với những ngày lễ đường phố thông thoáng, vắng bóng xe. Từ sáng sớm, chị Lê Hà, 37 tuổi, sống trong một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, đã tất bật dậy sớm, đưa con nhỏ đi học cho kịp giờ. Mới từ quê Bến Tre trở lại thành phố Hồ Chí Minh chiều tối qua, sau kỳ nghỉ lễ dài. Chị nói sáng nay vẫn chưa sẵn sàng để đi làm trở lại. Dòng xe di chuyển từ cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5, hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ùn ùn. Khác hẳn những ngày nghỉ lễ thông thoáng, học sinh được phụ huynh đưa đến trường sau kỳ nghỉ lễ dài, đường Ngô Gia Tự, quận 10, sáng nay đông xe trở lại, dòng xe hối hả trên đường Cách Mạng tháng 8, quận 3, nghỉ lễ dài quá, về quê chơi quá chừng nên giờ đồng hồ sinh học vẫn chưa kịp thích nghi khi đi làm lại. Bình thường tôi tự chuẩn bị đồ ăn nhưng sáng nay dẫn con đi ăn rồi tới trường luôn vì hôm qua đi xa. Con mệt, bé nhà sáng dậy không nổi, gọi mãi, chị kể. Đi xe máy từ thành phố Thủ Đức vào quận 1 đi làm sáng nay, chị Thanh Thảo, 25 tuổi, cho biết mình cũng vừa từ quê Ninh Thuận vào lại thành phố Hồ Chí Minh đi làm. Dù có phần mệt mỏi, tuy nhiên chị cũng đã sẵn sàng trở lại với công việc thường nhật. Từ sáng sớm, nắng đã lên, không khí có phần oi bức ngại nắng nóng, nhiều người trùm kín mít khi ra đường. Chị cho biết suốt những ngày lễ, có theo dõi thông tin trên báo và mạng xã hội thấy đường phố thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ. Tuy nhiên hôm nay đi làm, chị nói nhiều con đường vẫn đông đúc như trước khi nghỉ lễ. Nắng nóng nữa nên tôi mặc áo khoác, trùm kín mít. Từ sớm nắng đã lên cao rồi. Hy vọng là sau nghỉ lễ, thành phố Hồ Chí Minh có mưa để bớt nóng hơn, cô gái nói thêm.